Lời đầu tiên cho phép chúng mình xin được thay mặt ban tổ chức gửi tới tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thưa quý vị, đến tham dự chương trình ngày hôm nay, trước hết chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của quý vị đại biểu, quý vị khách quý. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Kiều Thanh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Hà Nội. Xin được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông Bùi Tuấn Minh, Tổng Giám đốc của nhà hàng Galaxy. Thưa quý vị, đến tham dự với chương trình ngày hôm nay, chúng tôi còn xin những chia sẻ của vị thuyền trưởng của Vietstar đã leo lái con tàu của Vietstar Max đã đạt tới bến bờ thành công ngày hôm nay. Hôm nay cùng dành một tràng pháo tay thật lớn để cùng chào đón sân khấu sự hiện diện của ông Nguyễn Nguyên Hồng, tổng giám đốc của công ty. Và hôm nay trong không khí những ngày kỷ niệm 10 năm thành lập công ty Vietstar Max, cá nhân tôi trong nhiều ngày qua vô cùng xúc động và thật sự không những thời gian trôi qua sao mà nhanh như vậy. Tôi nhớ có những thời điểm công ty rất khó khăn, bế tắc, không có định hướng phát triển, tưởng chừng như dậm chân tại chỗ và đi vào ngõ cụt. Thế nhưng người ta cũng nói trong cái có đó tay thôn. Trong khi khó khăn đến với chúng tôi thì chúng tôi đã dò dẫm để tìm được con đường mới. Nhiều lần tôi đã từng nói với các bạn nhân viên rằng các bạn đừng để những huy hoàng trước kia mà hãy nhìn vào thẳng sự thật và tương lai đang khó khăn đang chờ và chúng ta phải tìm ra một con đường mới cho chúng ta. Và ngày hôm nay chúng tôi mời các vị khách mời là những người rất thân thiết với công ty, từng ngày nhận thấy sự thay ra đổi thịt của công ty chúng tôi. Cảm ơn các bác, các cô, các chú, các anh chị đã dành thời gian quý báu của mình đến để động viên và chia sẻ cho Vietstar Max ngày hôm nay. Tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu một sức khỏe, mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn ạ. Mà rất ý nghĩa của chúng tôi gọi là ngôi sao Việt. Khi những cái nền móng vững chắc từ sẽ giữ vững được phong độ của mình để tiếp tục là những con người đầy mẫn cán, đầy trách nhiệm. Mỗi con người ấy là một ngôi sao không ngừng nỗ lực. Có 6 thành viên mẫn cán đã gắn bó cùng Vietstar Max trong 10 năm vừa qua. Trong năm bạn thì những nhân viên tiếp nối đã có thời gian gắn bó. Vietstar Max 10 năm cất cánh. Thưa quý vị, xin được chúc mừng những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Vâng, và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng khai tiệc. Chúc quý vị có một bữa tối thật ngon miệng và MC Anh Vũ xin phép sẽ quay lại. Thank you.
lượt cuối cùng ấy nhá. Ôi, vâng ạ. Quả này còn kinh hơn, mê. Không hiểu là trả lời người hay gà đấy.